Gần đây, Công an Hà Nội liên tục phát đi thông báo tìm người. Trong số đó có trường hợp cô gái 21 tuổi ở Từ Liêm, Hà Nội bị mất liên lạc với gia đình. Khi tìm thấy cô cũng là cơ quan công an điều tra vụ một vụ án mạng thương tâm. Cô gái tên LTTL, sinh năm 2003, ở thôn Thành Thắng, xã Luận Thành, Thường Xuân, Thanh Hóa, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, với bao ước mơ đẹp đẽ còn đang ấp ủ đã bị sát hại rồi giấu xác vào tủ bếp và cướp tài sản. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, luật sư Hà Thị Khuyên, trưởng văn phòng luật sư Nhân Chính, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không có quy định về thời gian một người mất tích bao lâu thì mới được trình báo với cơ quan công an. Phải tùy vào từng trường hợp, từng vụ việc cụ thể để trình báo với cơ quan công an. Ví dụ, dấu hiệu của một người mất tích do nghi bị giết hại, nghi bị bắt cóc sẽ khác với dấu hiệu của người bị mất tích do trải qua thiên tai, dịch bệnh. Vì thế, nếu người thân mất tích và nhận ra có dấu hiệu tội phạm thì có thể báo ngay cho công an. Cùng với việc trình báo, nếu có bằng chứng hoặc đồ vật, tài liệu liên quan thì nên nộp kèm theo sẽ thuận lợi hơn cho việc tìm kiếm, xử lý. Cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, sau đó sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh tin báo. Vẫn theo luật sư, quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2015, một người chỉ được coi là bị mất tích khi có quyết định của tòa án tuyên bố người đó mất tích. Cụ thể, tại khoản 1 điều 68 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định, khi một người biệt tích 2 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích. Thời hạn 2 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó. Nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng. Nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng. Thủ tục tuyên bố một người mất tích quy định tại Điều 387, 388, 389 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm 2015. Theo đó, sau 2 năm biệt tích, nếu người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến người bị nghi là đã mất tích gửi đến tòa yêu cầu tuyên bố người đó mất tích thì trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thụ lý, tòa án sẽ thông báo tìm kiếm người này. Và sau khi kết thúc tìm kiếm trong thời gian 10 ngày, tòa sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Nếu chấp nhận, tòa án sẽ quyết định tuyên bố một người mất tích. Như vậy, một người biệt tích 2 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật nhưng vẫn không có tin tức về việc người đó còn sống hay đã chết thì người có quyền, lợi ích liên quan yêu cầu tòa án tuyên bố người đó mất tích. Nhiều vụ án đau lòng. Tại cơ quan điều tra, Hào khai nhận vào ngày 22 tháng 1, sau khi trộm cắp xe máy ở thành phố Hà Nội đã mang cầm cố được 10 triệu đồng rồi bắt xe đi Hà Tĩnh để chơi Tết. Lúc về, Hào lên mạng xã hội tìm nhà trọ và liên hệ với chị LTTL, sinh năm 2003, quê Thanh Hóa. Chị L quản lý một số nhà trọ chung cư mini, đồng ý dẫn Hào đi xem phòng. Tối ngày 16 tháng 2, chị L dẫn Hào đến xem phòng trọ tại ngõ 79 Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tại đây, nhận thấy chị L đi một mình nên Hào nảy sinh ý định phạm tội. Sau khi sát hại nạn nhân, Hào cướp xe máy, 2 điện thoại rồi bỏ trốn và sa lưới 3 ngày sau đó. Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã bắt Tạ Duy Khanh, sinh năm 1983, quê Thái Bình, do đã sát hại phân xác nạn nhân HIN, sinh năm 2006. Khanh khai, do quen biết từ trước, nên ngày 10 tháng 10 năm 2023, chị N đến nhà Khanh chơi. Trong lúc nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, Khanh sát hại chị N rồi phân xác bỏ vào thùng xốp, thuê taxi đưa ra sông Hồng phi tang. Một vụ án đau lòng khác xảy ra tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức vào đầu tháng 10 năm 2023. Nạn nhân là chị HTTT, sinh năm 1996, tại Long An, tử vong do bị đâm hàng chục nhát. Sau khi gây án, Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh năm 1980, bị bắt tại phòng trọ. Hồ sơ thể hiện Dung thường xuyên mua rau củ quả của gia đình chị T và biết chị T đeo vàng, thường để tiền mặt trong người. Ngày 30 tháng 9 năm 2023, Dung thủ sẵn dao rồi đến sạp của chị T, nói với chị rằng có một mối làm ăn lớn cần gặp để mua xỉ rau củ. Dung chở chị T ra bãi xe container vắng người trong chợ. Đến nơi, thấy không ổn, chị T định rời đi, thì bất ngờ Dung lao vào tấn công, cướp hơn 2 lượng vàng cùng tiền của nạn nhân. Cũng tại thành phố Thủ Đức, chiều ngày 8 tháng 2, Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1999, nhờ chị VTT, sinh năm 1999, quê Đồng Nai, sang khiêng giúp đồ trong phòng trọ.
Khi T vào phòng thì bị Khoa sát hại, cướp tài sản, hiếp dâm rồi phi tang xác ở bãi đất trống. Khoa bị bắt khi trốn ra Bình Định. Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã phân tích một số nguyên nhân dẫn đến các vụ việc đau lòng. Theo thượng tọa, về phía những kẻ bất thiện, họ tìm kiếm những cô gái thiếu kinh nghiệm về pháp luật, kinh nghiệm sống để tấn công. Những kẻ này thường không có niềm tin về nhân quả, đạo đức, tình người, nên ranh giới đến với cái ác là không xa. Trong khi đó, các nạn nhân có thể dễ tin người, kể cả những người xa lạ, và rồi gặp nguy hiểm. Một nguyên nhân khác là thiếu hiểu biết, nghĩ ai cũng như mình hoặc tốt như người thân của mình, nên nạn nhân bỏ qua sự phòng ngừa cần có. Với phụ nữ, theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, càng không phải tự thương chính mình trước khi nghĩ tới sự bảo hộ của pháp luật. Để bản thân an toàn, khi đi tới nơi lạ lẫm, nên có người thân quen đi cùng, không nên nghe người khác mời đi đột ngột mà đi luôn. Chị em có thể bị thiệt thòi và trở thành nạn nhân của các vụ cướp, giết, hiếp. Do đó, đối với những người mình chưa từng quen biết, chỉ quen biết qua mạng xã hội hay qua sự giới thiệu của người khác thì đề cao cảnh giác, Thượng tọa Thích Nhật Từ khuyến cáo. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, giáo dục là vấn đề cốt lõi để hình thành nhân cách một người tốt, ít lòng tham và luôn có tâm hướng thiện. Luật sư Ngọc Nữ nói, gia đình là nơi vun đắp tình thương, cha mẹ dạy cho con những lời hay ý đẹp để giúp các con trở thành một người tốt. Những đứa trẻ cộc cằn, những người có hành động lệch chuẩn thường có một gia đình bất ổn, không được nuôi dạy tử tế. Vì thế, cha mẹ cần quan tâm đến con nhiều hơn để giúp các con có nền tảng đạo đức vững chắc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngăn chặn từ xa mầm mống của tội ác. Để giáo dục phổ biến kiến thức đến học sinh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên phối hợp với các trường học tổ chức phiên tòa giả định. Qua những phiên tòa này, chúng tôi thấy đó là cách giáo dục rất hiệu quả. Các em dễ hình dung hậu quả mà chính bản thân người phạm tội, gia đình họ, gia đình nạn nhân phải gánh chịu. Từ đó, giúp các em ứng xử đúng đắn, nghĩ về người khác nhiều hơn khi làm một việc nào đó, luật sư Ngọc Nữ cho biết. Liên quan đến vụ án cô gái 21 tuổi bị sát hại tại phòng trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội, theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm, tại văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho rằng, tính mạng con người là điều cao quý và quan trọng nhất. Mọi hành vi tước đoạt tính mạng người khác đều bị xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật. Theo luật sư Thơm, vụ việc nữ nạn nhân bị sát hại dã man tại chung cư đã gây nên sự hoang mang bất bình trong dư luận cùng sự xót thương nạn nhân khi mới 21 tuổi. Hành vi của đối tượng là rất dã man, tàn ác, không còn tính người. Đối tượng đã lên kế hoạch dụ nạn nhân lên phòng thuê trọ rồi sát hại nạn nhân, chiếm đoạt tài sản. Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Sau đó, đối tượng đã lấy một xe máy Honda Vision và hai điện thoại rồi bỏ trốn, luật sư Thơm đánh giá. Theo luật sư Thơm, hành vi phạm tội của đối tượng không những đã tước đoạt tính mạng nạn nhân rất tàn ác mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Xét hành vi của đối tượng đã phạm 3 tội là giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 123, 168, 173 Bộ Luật Hình Sự. Đối với tội giết người với nhiều tình tiết định khung tăng nặng để thực hiện tội phạm khác và có tính chất côn đồ, đối tượng có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình, luật sư Thơm nhấn mạnh. Theo điều tra, vào ngày 22 tháng 1, nghi phạm Hoàng Minh Hào, 20 tuổi, quê Bắc Giang, trộm cắp một xe máy Honda Vision màu đen ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, đem cầm cố lấy 10 triệu đồng. Sau đó, đối tượng thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình để ở. Đến trưa ngày 25 tháng 1 thì bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết. Sáng ngày 16 tháng 2, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hào lên Facebook tìm nhà trọ và liên hệ với chị Lê Thị Thùy L. Chiều ngày hôm sau, Hào hẹn gặp chị L tại ngõ 79 Cầu Giấy để xem phòng trọ. Do không đủ tiền đặt cọc nên Hào đi về. Tối cùng ngày, đối tượng đã tiếp tục hẹn gặp chị L tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà. Tại đây, Hào đã được chị L dẫn lên phòng 302 tầng 3 để xem phòng. Thấy cô gái đi một mình nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã dùng tay bóp cổ nạn nhân. Sau khi phát hiện chị L đã chết, Hào đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Đối tượng đã lấy một xe máy Honda Vision, hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Hào sử dụng xe máy của chị L làm phương tiện đi lại và thuê nhà ở tại ngõ 152 Nguyễn Đình Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Đến 12h30 ngày 19 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện bắt giữ Hào tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Hà Nội giám định pháp y tử thi, trưng cầu Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố giám định ADN của đối tượng Hào, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Chi tiết giúp Công an xác định nghi phạm sát hại cô gái vào ngày 7 Tết. Ngày 21 tháng 2, Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào, 20 tuổi, quê Bắc Giang, về tội danh giết người cướp tài sản trong vụ nạn nhân L, 21 tuổi, quê Thanh Hóa, bị sát hại, đồng thời tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án. Tiến hành điều tra xác định, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ Hào ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tổ công tác thu giữ trên người đối tượng căn cước, thẻ công dân, thẻ ngân hàng, bằng lái xe máy mang tên chị LTTL, tức là nạn nhân. Lúc này, Hào nói dối quanh là mượn xe của một người chị tên là L, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khiến Hào phải thú nhận tội lỗi. Hào khai nhận, vào ngày 22 tháng 1, sau khi trộm cắp xe máy Honda Vision màu đen ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Hào đã đem cầm cố lấy 10 triệu đồng. Sau đó, Hào thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình để ở. Đến trưa ngày 25 tháng 1, hắn bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết. Sáng ngày 16 tháng 2, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hoàng Minh Hào lên mạng xã hội tìm nhà trọ và liên hệ được với chị LTTL. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, tức ngày 7 Tết, Hào hẹn gặp chị L tại nhà số 1, hẻm 14, ngách 40, ngõ 79, Cầu Giấy để xem phòng trọ. Do không đủ tiền đặt cọc nên Hào đi về. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Hào tiếp tục hẹn gặp chị L tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà. Tại đây, Hào được chị L dẫn lên phòng 302 tầng 3 để xem phòng. Thấy chị L đi một mình nên hắn nảy sinh ý định cướp tài sản. Hào bóp cổ cô gái đến chết, sau đó giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Sau đó, hắn lấy xe máy Honda Vision, hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Tiếp đó, Hào sử dụng xe máy của chị L làm phương tiện đi lại và thuê nhà để ở tại địa chỉ số 36C, ngõ 152, Nguyễn Đình Hoàn, tổ 24, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Đến 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ Hào tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Thẻ căn cước của cô gái 21 tuổi lật tẩy tội ác kẻ sát nhân. Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố Hoàng Minh Hào, 20 tuổi, quê Bắc Giang, về tội giết người cướp tài sản. Hào là kẻ ra tay tàn độc, sát hại chị LTTL, 21 tuổi, quê Thanh Hóa, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nhằm cướp tài sản. Trước khi bị sa lưới, tên sát nhân 21 tuổi nằm trong tầm ngắm của Công an quận Thanh Xuân. Hắn là nghi phạm của một vụ án trộm cắp tài sản ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân bắt giữ Hào ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Khi bắt giữ Hào, tổ công tác thu giữ trên người hắn thẻ căn cước công dân, thẻ ngân hàng, bằng lái xe máy mang tên LTTL, cô gái được thông báo mất tích từ ngày 7 Tết. Khi điều tra viên hỏi Hào về những loại giấy tờ này, hắn tìm mọi cách chối quanh, khai rằng xe máy mang tên chị L là người quen cho mượn từ trước Tết. Sau đó Hào về quê không sử dụng đến, giấy tờ các loại để quên trong cốp xe nên cất vào trong người cho đỡ bị mất. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ nhạy bén, các điều tra viên đã buộc Hào phải khai nhận hành vi sát hại cô gái 21 tuổi. Lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về vụ án, đồng thời đưa nghi phạm đến nhà số 1, hẻm 14, ngách 40, ngõ 79, Cầu Giấy, Hà Nội để xác định hiện trường gây án và nơi giấu xác nạn nhân. Ngày 20 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 22 tháng 1 tại phường Thượng Đình, Thanh Xuân và vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày 16 tháng 2 tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy. Tại cơ quan công an, Hào khai nhận vào ngày 22 tháng 1, sau khi trộm cắp xe máy Honda Vision màu đen ở ngõ 190 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Hào đã đem cầm cố lấy 10 triệu đồng. Sau đó, Hào thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình để ở. Đến trưa ngày 25 tháng 1, hắn bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết. Sáng ngày 16 tháng 2, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hoàng Minh Hào lên mạng xã hội tìm nhà trọ và liên hệ được với chị LTTL. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, tức ngày 7 Tết, Hào hẹn gặp chị L tại nhà số 1, hẻm 14, ngách 40, ngõ 79, Cầu Giấy để xem phòng trọ. Do không đủ tiền đặt cọc nên Hào đi về.
Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Hào tiếp tục hẹn gặp chị L tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà. Tại đây, Hào được chị L dẫn lên phòng 302 tầng 3 để xem phòng. Thấy chị L đi một mình nên hắn nảy sinh ý định cướp tài sản. Hào bóp cổ cô gái đến chết, sau đó giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Sau đó hắn lấy xe máy Honda Vision, hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Tiếp đó, Hào sử dụng xe máy của chị L làm phương tiện đi lại và thuê nhà để ở tại địa chỉ số 36C, ngõ 152, Nguyễn Đình Hoàn, tổ 24, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Đến 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ Hào tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Theo cơ quan điều tra, Hào không có nghề nghiệp ổn định, chơi cờ bạc trên mạng. Hiện Công an quận Thanh Xuân đã chuyển hồ sơ vụ án đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.